Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. 4 cách làm đẹp từ đu đủ chín. Da có đen, có xấu đến mấy cũng trắng hồng, mịn màng. Đu đủ chín được biết tới là một loại trái cây thơm ngon hấp dẫn. Bên cạnh đó, đu đủ còn có công dụng trong việc làm đẹp da cực kỳ tốt. Rất nhiều chị em phụ nữ đã tin tưởng lựa chọn nguyên liệu này để làm thức ăn và làm mặt nạ dưỡng trắng da. Trong thành phần của đu đủ có chứa những dưỡng chất quan trọng có công dụng tuyệt vời trong việc làm đẹp da, chẳng hạn như axit alpha hydroxin có tác dụng trong việc loại bỏ những tế bào chết, cực kỳ hiệu quả. Hàm lượng vitamin A giúp da không bị bong chóc, khô sạm, đồng thời giúp loại bỏ những vết nám da hoàn toàn để làn da mịn màng và chân nhẵn. Vitamin C có trong đu đủ thì giúp làn da được săn chắc, đàn hồi nhờ việc sản xuất ra lượng lớn collagen. Bên cạnh đó, kali có trong mặt nạ đu đủ chín còn giúp dưỡng ẩm và giữ ẩm cho làn da. Đối với những người bị tróc da, mụn trứng cá tấn công thì babain có công dụng trong việc chữa lành da, chống viêm hiệu quả. Và ngay sau đây thì Đẹp Online sẽ giới thiệu đến các bạn 4 cách làm mặt nạ đu đủ chín đơn giản và hiệu quả giúp việc làm đẹp tại nhà tốt nhất nhé. Và công việc đầu tiên là mình sẽ sơ chế đu đủ. Các bạn gọt sạch phần vỏ ngoài đi. Chuẩn bị một chiếc máy xay và cho đu đủ vào xay. Như vậy là mình đã có một bát đu đủ chín xay nhuyễn. Giờ thì chúng ta sẽ đến với loại mặt nạ thứ nhất. Bạn chuẩn bị cho mình 4 thìa đu đủ xay nhuyễn. Hai thìa mật ong nguyên chất. Với hai bát nguyên liệu này, bạn sẽ đổ chúng vào và trộn đều lên. Mật ong có công dụng giữ ẩm, làm mềm da. Hơn nữa, nó còn có tính kháng viêm nên giúp điều trị mụn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa mật ong và đu đủ chín giúp da trở nên mịn màng, căng mướt và tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, da của bạn cũng sẽ đều màu và sáng dần lên nếu sử dụng thường xuyên. Phương pháp thứ nhất này thì rất phù hợp với loại da khô nhé các bạn. Và các bạn nên áp dụng loại mặt nạ thứ nhất này 1 đến 2 lần một tuần. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách thứ nhất. Giờ tiếp tục đến với loại mặt nạ thứ hai là sự kết hợp giữa đu đủ chín và chanh tươi. Nước cốt chanh có tác dụng làm sạch da, thông thoáng các lỗ chân lông và cũng có thể diệt vi khuẩn gây mụn. Đối với những bạn da dầu và nhiều mụn thì loại mặt nạ này sẽ là một công thức tuyệt vời và đáng được quan tâm đấy. Cách thực hiện như sau. Bạn chuẩn bị một chiếc bát sạch. Cho vào bát 3 thìa đu đủ xay. Vắt và lọc bỏ hạt của 1/2 quả chanh tươi. Sau đó thì cho phần nước cốt chanh thu được vào bát đu đủ xay. Giờ thì dùng thìa khuấy để tạo ra một bát hỗn hợp đồng nhất là xong.
Với loại hỗn hợp này, các bạn sẽ áp dụng với tần suất 1 tuần 2 lần. Tác dụng của phương pháp thứ hai này là cân bằng độ pH của da, kiểm soát lượng dầu tiết ra trên da nên cải thiện đáng kể tình trạng sản sinh mụn, làm trắng da hiệu quả. Với nguyên liệu chính là đu đủ chín, mình vừa giới thiệu xong hai loại mặt nạ phù hợp với da khô và da dầu. Vậy với tình trạng trên mặt xuất hiện những nếp nhăn, vết chân chim thì chúng ta sẽ sử dụng đu đủ chín như thế nào? Lòng trắng trứng được biết đến với công dụng che khít lỗ chân lông cực kỳ hiệu quả. Khi kết hợp đu đủ chín và lòng trắng trứng sẽ giúp làm thu nhỏ lỗ chân lông, da sẽ được căng mịn, giảm sự hình thành của nếp nhăn. Và đây chính là loại mặt nạ thứ ba mình muốn giới thiệu tới các bạn. Nguyên liệu bao gồm 3 thìa đu đủ chín xay, 1 quả trứng gà. Các bạn thực hiện như sau. Bạn tách lấy phần lòng trắng trứng cho vào bát đu đủ chín. Tiếp tục khuấy kỹ và đều tay để hai nguyên liệu hòa tan vào nhau. Và đây là bát sản phẩm của phương pháp thứ ba. Bạn nên áp dụng loại mặt nạ xóa nếp nhăn này 1 tuần 1 lần thôi nhé. Và giờ thì chúng ta sẽ đến với loại mặt nạ cuối cùng, đu đủ chín kết hợp với sữa chua không đường. Các bạn chuẩn bị cho mình đu đủ xay và sữa chua không đường. Với lượng 3 thìa đu đủ xay thì bạn cho thêm 1 thìa sữa chua không đường vào. Khuấy đều bát hỗn hợp để chúng hòa quyện vào nhau tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sữa chua cũng là một trong những nguyên liệu làm đẹp cực kỳ hiệu quả bởi thành phần chứa nhiều dưỡng chất, vitamin, khoáng chất cùng một số vi khuẩn có lợi. Đắp mặt nạ sữa chua đu đủ còn rất an toàn với làn da, kể cả da nhạy cảm, da bị kích ứng. Kết hợp hai nguyên liệu này sẽ mang lại cho bạn một lớp mặt nạ dưỡng sáng, ức chế sự tăng sinh của hắc sắc tố melanin, giảm nám thâm, tàn nhang đơn giản và hiệu quả nhất. Ngoài ra thì đắp mặt nạ sữa chua đu đủ còn rất an toàn. Mỗi lần thì nên sử dụng công thức này 2-3 lần để sớm có kết quả như mong đợi. Và cách sử dụng các loại mặt nạ từ đu đủ chín như sau. Bước 1. Rửa mặt với nước ấm trước khi đắp mặt nạ để các lỗ chân lông được mở rộng, từ đó giúp các chất dinh dưỡng được hấp thu tốt hơn. Bước thứ 2. Bôi đều hỗn hợp đã thực hiện lên khắp vùng mặt và cổ, kết hợp massage bằng các đầu ngón tay. Bước thứ 3, lưu hỗn hợp trên da khoảng 15 phút, sau đó thì rửa sạch lại với nước. Bước thứ 4, các bạn nên dưỡng ẩm cho da để khóa các lớp dưỡng chất mới được cung cấp nhé. Ngoài 4 loại mặt nạ trên, thì mỗi ngày bạn có thể uống 1 cốc nước ép nguyên chất từ đu đủ, sẽ giúp tăng cường đưa các chất vitamin C, E vào cơ thể, đồng thời cho bạn một sức khỏe thật tốt để chống lại các tác nhân gây nám và sạm da. Đu đủ là một loại trái cây rất dễ tìm ở xung quanh chúng ta. Vì thế các bạn hãy mua về và thực hiện ngay những loại mặt nạ mình vừa giới thiệu ở trên để có một làn da khỏe mạnh và mịn màng hơn nhé. Chúc các bạn luôn xinh đẹp!
Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm việc hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!